Xin chào anh em. Thì hôm nay mình cũng làm tiếp một cái mẹo về AmiRocker hoặc là một cái thủ thuật để cho anh em có cái để tham khảo. Thì anh em thấy thường á, hàng tháng thì đáo hạn phái sinh vào ngày thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng. Thì anh em nhìn trên cái biểu đồ thì sẽ thấy những ngày mà cái chỉ số OI hợp đồng ôm qua đêm á, nó về cái mức thấp nhất là những cái ngày mà nó xảy ra những cái ngày đáo hạn phái sinh. Thì thường nếu mà anh em muốn nghiên cứu cái này thì rất khó để tìm cái ngày này. Thì hôm nay mình sẽ viết cái đoạn code để tìm những cái ngày đáo hạn phái sinh để anh em có phân tích gì anh em phân tích. Ví dụ như mình thì cái này nó sẽ áp dụng rất nhiều. Ví dụ như mình quét ra mình xem thử coi những cái ngày đáo hạn phái sinh á, chỉ số hợp đồng ôm qua đêm trong vòng một năm nay từ đầu năm tới giờ, hoặc là thời gian này anh em chỉnh bao lâu cũng được, thì quét ra thử coi nó thường nó là bao nhiêu. Ví dụ như những cái tháng gần đây hợp đồng ôm qua đêm của thằng phái sinh tới cái ngày đáo hạn phái sinh sẽ đẩy về khoảng tháng 11 là nó về khoảng 20 24.000, tháng 10 thì nó khoảng 19.000, 28.000, thì quanh quanh. Thì anh em thấy để mình lượng thử coi cái mức biến động nó sẽ cỡ nào. Thì hiện tại hôm nay là nó còn khoảng 44.000 nè, thì sáng ngày mai nó cập nhật dữ liệu một phát nữa thì để coi nó về tới đâu, và sau đó nữa mình nhìn thấy coi cái nó còn cao hay thấp hơn hiện tại. Thì cái này là một cái cách ví dụ ứng dụng thôi. Mình nghĩ là cái khi mà xác định được ngày đáo hạn phái sinh thì anh em có rất là nhiều cái ứng dụng. Ví dụ như anh em tìm hiểu thử tương quan những cái ngày đó chênh lệch giữa hợp đồng mà F2M và F1M, VM30 F2M và VM30 F1M nó chênh lệch với nhau, thử coi mình tìm cái cơ hội đầu tư khi mà ôm cái hợp đồng mà VN30 F2M có ăn hay không. Thì đó là cũng là một trong những cách. Thì ở trên trang web mình có đưa cái lịch sự kiện ngày đáo hạn phái sinh, anh em tra thử. Thì ở trong một cổ phiếu và ở trong một thị trường chung thì mình có đăng cái này rất là lâu rồi, hồi mấy tháng trước. Thì đây có các sự kiện anh em nhìn để kiểm tra lại coi đúng không. Ví dụ như những tháng gần đây trước đi. Ví dụ như tháng 11. Tháng 11 thì nó đáo hạn phái sinh vào ngày 16 tháng 11 nè. Thì mình quét ra đây nó ra ngày 16 tháng 11. Tháng 10 là 19, tháng 9 là 21. Thì đây tháng 10 là 19 là đáo hạn phái sinh, là tháng 9 là ngày 21 là ngày đáo hạn phái sinh luôn. Thì cơ bản những cái này sẽ nó đúng á, thì cái code mình làm như thế nào và cái thủ thuật á, mình mở lên cho anh em tham khảo thử. Thì mình dùng cái sẵn cái von của thằng phái sinh này mình làm luôn. Thì để mà xác định được cái tín hiệu này á, thì mình dùng cái đoạn code này. Đầu tiên là mình xác định ngày thứ năm. Thì ngày thứ năm á thì anh em có thể dùng hàm day of week. Day of week này nó sẽ xác định ra ngày. Thì ngày thứ thứ hai nó sẽ là số, ngày thứ hai nó sẽ là số 1, thì suy ra ngày thứ năm á, nó sẽ là số 4. Thì nếu mà day of week là ngày ở trong tuần nó bằng 4 á, thì chính là cái mình sẽ xác định nó là ngày thứ năm. Xong mình xác định cái ngày đầu tháng. Thì cái ngày đầu tháng này để làm gì? Thì một hồi mình mở cái lịch lên cho anh em xem thử. Thì cái ngày đầu tháng này á, thì cũng như hôm mấy bữa trước mình có nói với anh em về cái hàm đầu ngày, thì để đầu tháng này cũng tương tự thôi. Mình dùng cái hàm main này để mình xác định là cái tháng hiện tại nó khác với cái tháng trước, thì chứng tỏ cái ngày đó là cái ngày đầu tháng. Thì mình sẽ xác định, và mình sẽ xác định cái ngày đầu tiên của cái tháng đó nó sẽ là thứ mấy. Thì mình sẽ dùng hàm value when. Thì giả sử như cái ngày đầu tiên đó nó rơi vào thứ hai á, đây mình mở cái này lên cho anh em. Ví dụ cái ngày đầu tiên đó nó rơi vào thứ hai thì nó sẽ nằm ở đây. Ví dụ đây một hai, nó đây kéo dài qua tới bên bên đây, thì ở dưới đây ở đây nó sẽ bằng thằng này trừ 7, ủa cộng 7 chứ.
thì cứ cứ như vậy mà suy ra thôi. Thì ở đây ví dụ như cái ngày 1, cái ngày đầu tháng á, ở trên đây là thứ nha, để tô lên cho nó phân biệt. Ví dụ thứ ngày đầu tiên nó rơi vào ngay ngày thứ hai thì anh em thấy là cái ngày đáo hạn phái sinh á, thì nó sẽ là ngày 18, thì nó sẽ là cái cách xa nhất. Thì xa nhất ở đây nó sẽ cách bao nhiêu phiên, thì mỗi tuần nó giao dịch chỉ có 5 phiên thôi anh em đếm thử. Ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tức là lớn nhất á, là cái khoảng cách từ cái ngày hiện tại tới cái ngày đầu tháng nó là 14 ngày. Còn giả sử như cái ngày ngày số 1 mà nó rơi ngay ngay chân ngày thứ bảy hay chủ nhật á thì sẽ là bao nhiêu ngày? Hồi nãy cái trường hợp này hồi nãy mình có ghi rồi, thì anh em thấy ví dụ như cái ngày đầu tháng nó rơi vào thứ bảy chủ nhật á, thì cái tuần đáo hạn phái sinh nó sẽ rơi vào, nó dời tiếp một tuần, là nó sẽ cách là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, cũng là 14 ngày thôi. Còn giả sử cái ngày đáo hạn phái sinh, cái ngày ngày đầu tiên nó rơi vào ngay thứ năm á, thì cái tuần nó chỉ cái khoảng cách nó còn chỉ có khoảng 11 phiên thôi. Thì cái quy luật vậy mình sẽ đưa vào đây, mình đưa vào code của mình thôi. Lớn nhất là 11, ô lớn nhất là 14 và thấp nhất là 11. Thì cái thời gian, tức là mình tính cái thời gian từ cái ngày hiện tại tới cái ngày đầu tháng. Và cái điều kiện filter này chính là cái nó xác định cái ngày đáo hạn phái sinh nè. Thì anh em thấy nó sẽ là ngày thứ năm. Và tuần thứ ba thứ năm của tuần thứ ba trong tháng, thì như nãy mình đếm đó, tuần thứ ba thì nó sẽ rơi vào hai cái trường hợp là từ ngày từ 11, khoảng cách từ ngày đầu tới tuần thứ ba nó sẽ là từ 11 tới 14 phiên. Mà 11 nó chỉ xuất hiện khi mà cái ngày 1, cái ngày đầu tiên của tháng á, nó rơi vào ngay thứ năm á. Cái ngày 1 nó nằm ở đây á, thì nó sẽ đây, thì cái ngày này sẽ là ngày đáo hạn phái sinh, thì nó chỉ cách nhỏ nhất nó là 11 phiên giao dịch. Thì mình đưa cái đưa vào code này, anh em thấy khi mà thời gian nếu mà nó cái ngày 1 nó không phải là ngày thứ năm á, thì mình sẽ lấy cái ngày thứ năm nó dao động trong khoảng này từ cách ngày đầu 11 tới 14 phiên giao dịch. Còn nếu mà đúng ngày thứ năm thì lấy bằng 11 phiên giao dịch, thì cái kết quả nó sẽ ra đúng như anh em dự tính. Hồi trước thì mình làm cái này á, mình cứ viết tay thôi, mình không có làm ra được ngày thứ năm tuần thứ ba của tháng để tìm cái ngày đáo hạn phát sinh. Thì hôm nay ngồi mò ra được cái này thì chia sẻ, anh em thấy ok thì cho mình một like, đăng ký kênh để có những cái mẹo, những cái clip hay là những cái thủ thuật nào đó giúp cho anh em xây dựng cái hệ thống ok hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu mà thấy ok thì có thể share cho mọi người để mọi người cùng học hỏi. Cảm ơn mọi người.